sail a little bit high. Cái kéo mày hứng được gì? Ừ. Mẹ xong rồi, bớt đá rồi. Thế là đùa. Kéo nhá. Nhiều lắm. Con ong chúa kia kìa, kia đường phước kìa. Kéo hết hết luôn nha. Ôi bay, ong bay giờ ui eo. Kinh hồn. Nhìn ong bay trên trời kinh không? Ong bay nhiều không? Ui, nó còn đậu kia nhiều, tuổi to mà.
Oh no! Oh wow! Ui, cái nhang này sắp tắt rồi, tôi sợ. Ui. Chú ong bay như máy bay phản lực. Oh no. Nhiều con đốt mà khéo đấy. Ủa, đông nhiều chứ. Ủa, to này. Dụng hết mật đó. Úi dồi. Ừ. Rớt hết mật đi. Ai, ui, đốt rồi. To thế. Mệt quá. Okay. Chỗ nào nó bu vào cái gì sẽ không có con ong. Cầm lấy hương. Ủa, mật nó dính chưa? Quay. Đấy. Ủa, một chòm trong kia nó ẩn kìa. Mật đấy, mật này, cục mật. Ủa, nắm mật đấy. Này nhiều mật. Mật chảy lênh láng ở dưới tàu. Mật. Đừng để cho đất đi vào. Kia, đằng phía trong kia vẫn còn cái em kìa. Loại hết mấy con ong ở trong đây kìa. Ong ở bên cao đấy. Đấy, trong khe này, đây. Bốc. Đúng ong chúa không? Ai biết được con ong chúa là cái nào? Hai đây. Đó, ong chúa. Chứ không lắm con ong chúa nhỉ. Nhiều lắm. Nè, ong chúa con. Chuẩn bị thay ngôi đổi vị. Đó là sẽ có một đàn. Rồi, anh hình đang về xong lại ấy nó ra nhé. Rồi, cho nó vào. Để mật. Hay để mẹ em mang về mẹ em lấy nhá. Ừ, để cô mang về nào. Xong rồi ấy mật ra một chỗ ấy. Phấn vào một chỗ để ngâm rượu. Ngâm rượu xong rồi mang về cho bác một chút. Tội này. Con ong kia chết rồi. Quyền sát sinh. Đâu? Trong tay chị. Đây. Ôi trời ơi. Chưa chết. Để cho nó đi lập một đàn mới. Đây, đây, đây. Con chúa nó vẫn còn sống, không chết được, chỉ mất ngày thôi. Nó chả chịu bay đâu. Hút mật đấy. Đây các cái đồ ong của nó.
đừng bỏ hương vào đây độc em ạ. Cái hương trên hương độc, hương nó rụng vào độc. Không phải đâu. Bay gì? Bay này. Bay nữa đâu? Lấy kiến ông sơn. Kinh. Nó bay đâu này, dính mặt. Hiểu thế, phải bay như bay phản lực. Vứt ra lấy kiến nó cũng sơi. À xong chưa? Đi đi giấy. Thử miếng mật ong đi. Nóng quá.